Đang mua đạn á? Ra cửa hàng 9 giờ nhá, mua đạn rồi cướp luôn. Cửa hàng 9 giờ biết chưa? Cướp luôn cửa hàng à? Ừ. Anh em cướp một vòng luôn. Được. Tí này chấm điểm anh cửa hàng ấy. Em không biết rồi, anh đi theo anh Tùng. Ôi đi. Ông kìa. Vãi cả lồn. Ông lên đây đi, ông lên đây đi. Lần cái Anna nhảy khỏi xe đấy. Chịu ấy. Lúc anh đi xe máy thì nhảy xuống. Đâu đang thử cái lốt đi. Chắc bạn vào xe tôi phải bấm khóa cửa. Thanh bấm khóa cửa vào nhá. Bật khóa trẻ em đi nhá. Bật khóa rồi. Xe này văng thế. Audi R8 của tôi bạn này bảo văng chán. Ê, tôi chưa làm chủ, chưa quen xe. Độ cao quá. Em giảm tốc nha, bên phải nha. Chú ơi, cất khẩu lục đi đã cho nó chắc. Tí đó. Ai có tiền long gì thì cất đi nhá. Ờ đi, còn mẹ đéo có tiền thì mua đạn kiểu lồn gì. Rồi tôi mua cho. Đằng nào chọn hết tiền luôn. Để xem nào. Ôi ôi ôi. Ôi đâm chết. Ôi ôi ôi. Bạn ơi. Sao lại đi qua đường chơi vậy hả bạn ơi. Ôi đi. Bắn em anh Tùng ơi. Không không. Không bắn vào đâu em ơi. Không sợ. Bắt mồm bắt mồm. Ui. Ui. Ai đấy. Ai vậy. Người người. Alo. Sang chơi luôn đi. Chạy đi mày. Bắn nó, bắn nó tôi vậy. Ơ. Ờ đi mày làm gì ấy? Ờ anh em anh quay lại đi, đi đưa quay lại đây anh ơi. What the fuck? Không, lên thằng, luôn thằng, anh. Thằng Wiz Khalifa này, thằng này tốn qua đi bọn anh. Mình à. Chơi này, chơi này. Thằng Wiz Khalifa này, thằng này tốn qua đi bọn anh. Chỗ mày quên rồi, đi con mẹ chơi bạn ơi. Thấy chưa? Đi chạy rồi. Bạn này phanh bạn này. Nó đâm chết bạn à? Mẹ ơi. Lấy xe về, lấy xe về. À, nó nghiến tí chết em. Em cứ gọi vào, tìm cái hàng rào đứng. Nó có quay lại không? Ngọt rồi. Vãi đá anh Tùng quả sang ngồi không chơi gì. Còn bạn bác anh là bạn em. Bác sĩ nó bảo là mấy ông ở xa hạn chế chết đi dùng cái. Con mẹ nó, thằng kia nó chạy mất rồi. Thế mà ông Tùng bảo quen biết nó. Cái bị con mẹ à mày con chó này. Đầu hàng ấy nó bắn cho nhất rồi. Hôm qua nó còn đứng nó kể chuyện cho mình, cay thế nhỉ. Từ đúng rồi, thằng em qua kể chuyện, đang kể chuyện thì bị bọn nó vào nó bắn. Đi phải bảo sao không biết nó lại em ơi. Nó lên gà đấy. Thằng tên là gì anh nhỉ? Wiz Khalifa. Đi luôn. Ba con chó đấy. Thằng em đầu tư tiền em về em làm khẩu mẹ cày chi nhỉ. Em cứ mổ cò này đi chợ mệt. Đang đứng nữa nhân đâu ra nó hút mình. Quả đấy. Đồ Tùng nhà bé bét lắm rồi. Tùng này mới khổ đi ra giơ tay đâu. Tít không chết à? Không, tít không chết. Tít đâu rồi? Giờ chết đâu? Hả? Giờ chết đâu? Không, đi vậy tí chết đây này. May không chết đấy. Anh em cuốn máu đi, anh em ăn máu đi. Không, tôi có giáp chẳng mất máu. Mà mẹ nó. Phải đi tìm cái giáp mới được. Mấy hôm nay bạn ăn bắn suốt mà không hiện giáp à? Không. Giáp hồi à? Không hồi. Ui đi kìa bạn ơi. Nó đâm chết tôi rồi. Nó quay lại kìa. Tôi quay lại à? Tiến lên, tiến lên. Em đây. Ra đâm đi, bé nó xuống rồi. Ra đâm cho bắn chết vô đi, nhanh lên. Đi con mẹ thằng chó này. Bắn đi. Ô cái địt mẹ đâm chết em ơi. Mang gốc kiểu máu lộn. Em tưởng cái trụ kia nó đỡ được. Đây cảnh sát, đây là công an, bác sĩ rồi. Cái loại này cho anh làm gà đấy nhá, lên xăm nhá. Ừ. Có hiểu
băng cướp kiểu đéo gì thế này. Trốn con mẹ mày đi. Thằng nào vừa bắn tao? Bố mày đây. Định con mẹ hôm qua vừa kể chuyện anh em như thật xong. Là con mẹ mày đây. Bác sĩ A-Thề. Ôi cứu người với em ấy. Ok, đoàn cứu này. Bảo con ba cứ bình tĩnh, cái gì cũng ra cái đó. Đây rồi. Chó. Cảm ơn bác sĩ nha, cảm ơn bác sĩ nha. Cái bọn này mất dạy quá. Đi em này, đi sao nó đây. Còn 5 cái rồi anh. Ừ. Từ. Phải trường. Anh Thế, em hỏi là anh Thế. Ơi. Kinh đi. Bọn bác sĩ này tiêu cực kỳ đi. Đi ra cho làm gái đi. Đi xe thanh ạ. Anh em hỏi thằng con cạc kia đang. À để gọi điện nó đi. Đây lấy lấy lên luôn úp của mình. Úp luôn vào đầu anh ạ. Đừng gọi nó, đừng hẹn nó, úp thôi. Úp luôn. Lên hết xe đây. Mở cửa sau ấy. Không về để em đi con Audi. Đây này em ạ. Đi con mẹ nó này. Đi đây, lên xe này đi đây. Lên chỗ gà rồi bắn luôn. Chín nó phệt chết, không biết được. Xe đi sắp hỏng rồi tí nữa. Lên anh em. Bạn này lên gà mà đây. Em ngứa tay tôi điểm gà với. Không tích cứ chạy thẳng nha. Bạn cứ thẳng tuột đường này bạn đi thôi. Nên nuốt luôn thó anh nhá. Ui một lợn này, cái nó hoảng quá, phanh vào đầu em đùa. Xe anh an toàn này mà. Ui xôi ơi. An toàn. Bạn nói xong. Ui giời an toàn thế. Vãi cả lồn. Những phút giây giải trí đến rồi. Con mẹ cái thằng Carifa này ghét thật đấy. Mình thì con tưởng lúc Tùng giơ tay tưởng có dừng lại cơ. Địt mẹ không chó này. Cái con thằng Mỹ này ghét thật. Mình nghĩ cứ nghĩ tối hôm qua nó vừa kể chuyện đừng bắn tỏ... loạn đấy nha, không bắn cả vào anh em đấy. Chứng tỏ thằng này ngáo đá vãi đái ra điệu. Hôm qua nó đứa nó kể chuyện đủ các kiểu. Xong rồi bị bắn chết đi. Thằng em nó ở lại canh sát. Alo, cái thằng này có phải thằng bắn tôi mà lúc tôi bắn gà nó bảo bắn anh nó không nhỉ? Đúng rồi. Cái gì cái thằng này ngáo lặng luôn các bạn ạ. Hôm qua tôi bắn gà thế là nó vào nó tưởng bắn anh nó bắn xả đạn vào tôi đi về gần chết. Nó cũng có súng à? Ui nó súng khỏe luôn đấy. Cái thế đủ mọi súng luôn. Vậy à? Cái điên anh cái thằng mới bảo ngẩn ngò đấy. Không. Ui vậy nó nắm súng vậy thì vãi đái nhở? Sợ địt gì á? Mình 4 thằng cơ mà. Đi trời đã là thấp rồi tí anh. Mình 4 thằng nhá, mình mà được cứu trước nhá thì bác sĩ đến cứu xong bắn phát chết luôn. Ở vai lồn trong xe thích bã có con gì đầu nhảy vậy. Ừ. Con lắm đồ chơi cực nha. Con đấy lắm đồ chơi cực. Không đéo gì đâu. Nhưng trong xe lắm đồ chơi. Ủa, kẻ giết người. Đến à? Thanh ơi. Đến rồi này anh ạ. Thằng đầu xanh ấy kìa, đúng chúng nó đấy. Nó cầm súng bạn này, lui ra để hút bạn này. Ơ, từ từ bạn lên bạn xem có chuẩn tên không. Lên bạn xem bạn ơi. Bạn xem có chuẩn tên không. Tí thì bắn không Tùng. Đúng rồi. Đúng không, lùi về đây sớm này, lùi về đây. Bắn thằng đâu ấy. Đùa anh em lại lỡ thằng đầu bạc, thằng đầu bạc với thằng đầu hồng đúng không? Thằng đầu bạc thì lúc nào cũng cắm máy không sợ. Không phải thằng đầu bạc đâu, thằng đầu bạc thằng bảo ca. Ơ, thế không phải à? Tùng đâu ấy? Thằng đầu hồng cơ, thằng Tùng đầu đâu hồng ấy? Thằng đầu xanh. Tùng đâu? Tùng ơi. Đừng nấp kỹ lắm rồi. Mày anh ta phải tìm điểm để kem. Anh em đi lượn một vòng mới đi, khoảng độ tầm mấy phút nữa thôi. Ừ. Quay lại khi đấy nó đang làm gà để nó yên tâm làm gà đã vào phệt. Con chết luôn. Đi bọn này. Ờ vừa nó đi con Audi cơ mà nhỉ. Ừ đi tìm xem con Audi đâu. Nó đổi xe rồi. Ừ nó đâm mình mấy cái vậy xe đéo nào còn. Đấy nấp đây. Rồi tắt đèn xe. Thánh này lên tí. Sát được bờ tường chưa kia kìa. Để con quan sát được. Ai đây. Alo. Tít à, đi nào. Thôi. Chúng ra kìa, lên! Ủa, mình đang bắn, mình đang bắn bạn đây, mình đang bắn bạn đây. Lên! Đâm đi! Ôi dầu ấy. Đúng rồi! Chuẩn không? Không phải, thằng nô nồn đi anh ạ. Đúng rồi! Cũng đúng rồi của nó.
nó gọi người ra thì anh em kêu đi, nó ra giờ đấy thì vậy tôi phải không kiểm soát, anh em đi luôn, đi xe đi, lên. Cán trộn bạn ấy đi. Anh ơi. Anh ơi. Xe hỏng rồi. Ô đi con mẹ. Xe của em, xe của em. Mày à mày. Trời anh em bố mày này. Đi bạn lại. Tuổi gì? Mày à. Đúng rồi, đợi bạn lên lái đi. Rồi. Ừ, có súng, có tiếng súng. Bolit lên, chạy. Kìa, đi Thanh ơi. Thanh ơi. Bolit lên thôi.